cả nhà mình ạ. Chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream vợ chắc em trưa ngày hôm nay nha. Vào livestream liền, săn đồng xe với em cả nhà ơi. Thích đồng nào thì mình nhanh tay đặt hàng thật là sớm, em tư vấn nha các chị. Số lượng rất ít, số lượng đồng nào cũng ít hết trơn hả các chị ạ. À, đồng xe thì dĩ nhiên là nó chỉ còn có một size, hai size thôi, chứ nó không có còn đủ size. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Để lại comment ngay trên livestream nha các chị ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Rồi bây giờ mẫu đồng đầu tiên em đang mặc trên người em giảm giá luôn các chị. Còn 119 ngàn đồng thôi. Thay vì bình thường mình mua các em đầm này 350, thì trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng và có chia sẻ livestream này em giảm giá luôn, chỉ còn có giá tiền 119 ngàn đồng nha các chị ơi. Chất liệu vải lụa mango cho cả nhà mình co giãn nhẹ nhàng hai chiều nè ha. May cho cả nhà mình một lớp kèm luôn hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1340. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cả nhà nha. 1340 từ 350 giảm xuống cho mình chỉ còn có giá là 119.000 đồng hả, để em ghi mã cho mình nha. Mã số là 1340 nha cả nhà ơi. 119.000 đồng chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã số mới xin hỏi em chào chị Lê Nhi, em chào cả nhà mình mới vô. Và khi cả nhà mình nhận được hàng bên em, cả nhà mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Ngoài ra chị khách nào đặt hàng bên shop mà cả nhà mình dồn đơn cho em là 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn ạ. Rất là nhiều cái chương trình ưu đãi trong livestream này ha. Rồi lên trước cho mình các em đồng này, hôm nay em giảm giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi. Và em sẽ có cho cả nhà mình tặng hai màu cho các chị yêu mình có thể là dễ dàng chọn lựa hơn. Đây, 1337 là hoa hồng màu nâu cho em nha các chị. Còn em đang mặc trên người 1340 là hoa hồng màu đỏ. Và em sẽ sale đồng giá cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 119.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm lấy giùm em nha cả nhà ơi. Em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt liền trong livestream hôm nay, không áp dụng bên ngoài nha các chị. Em chào chị Nguyễn Thanh à, em chào cả nhà mình mới vô. Giảm 1340 hôm nay em giảm giá chị yêu nha, 119.000 đồng ngay bây giờ. Chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1340 ha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ạ. 1340 cái em đang mặc, 1337 cái em đang cầm. Thì những cái em đồng này trước đó là em đang chốt á, giá của nó là 350, nhưng trong livestream chỉ có 119.000 đồng thôi nha cả nhà. 119.000 đồng một cái ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đồng khác nữa. Mình ưng ý cái đầm nào của em cứ việc đặt hàng sớm liền, em tư vấn cả nhà mình đặt hàng chậm nó hết hàng đó các chị ạ. Đặt hàng phải thật là nhanh tay lên, đặt hàng chậm mới hết hàng, nó sai rất là ổn cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho mình cái em đầm này, sale rẻ luôn, 99.000 đồng trên livestream luôn ha. Rồi chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm thì giúp em tư vấn nha các chị. 1340 với xin gọi cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1340, 119.000 đồng nha. Chị Ngọc Nhi ok chốt, chị Thúy Nguyễn có đơn hàng 1340 luôn, 119.000 đồng mà chị. Cả nhà mình thấy bài livestream của em, cả nhà mình chấm bài tương tác cho em, đồng thời mình chia sẻ like cho em ha. Rồi bây giờ em sẽ lên sale cho cả nhà mình cái em đồng này luôn, hôm nay em giảm giá luôn cả nhà ơi, 99.000 đồng luôn cho cả nhà mình cái em đồng này. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1436. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1436 nha cả nhà. Hôm nay em giảm sốc cực mạnh cho cả nhà mình luôn, 99.000 đồng, mã số là 1436. Trời ơi nó rẻ cả nhà ơi, giá cũ em bán cái đầm này 280, bây giờ em sale luôn có 99.000 đồng thôi à. 1436 em giảm giá nha cả nhà ơi. Rồi để em báo giá cho cả nhà mình luôn ha. 1436 99.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Em chỉ chốt đơn trong livestream nha. Dạ em chào chị Hà Phương Vi luôn ạ. Rồi 99.000 đồng mẫu đầm này cả nhà ơi. Chất liệu vải thun co dạng 4 chiều nha. May cho cả nhà mình một lớp kèm luôn hai túi nè. Và đó, đầm này dán suông nha các chị, đầm này không có khóa kéo, dán này dán cầm cỡ ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1436 nha các chị. 1436 hôm nay giảm mạnh luôn 99.000 đồng. Các chị yêu ơi, thấy bài livestream của em, các chị yêu mình chấm bài tương tác giùm em cái đi ạ. Ưng đầm nào thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em mã hàng với số điện thoại cho em là được. Nền vải của nó màu đen nha các chị, và có phối cho mình hoa màu nâu nâu nè, dễ thương không? 99.000 thôi.
To dạng 4 chiều, không sợ nhăn nhò hay chạy nhà vậy gì hết. Dáng chữ A, ở đây em cao 1m65 nha, cái chị đầm này em mặc là hoàn toàn là dài qua gối em luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1436 nha các chị, 99.000 đồng, 1436 99.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em luôn. Chị Thùy Linh ok có đơn hàng 1436, chị Nguyễn Hằng ok chốt đơn hàng 1436 luôn ạ. Còn chị khách nào đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm. 52 kg vừa chị, đầm này từ 40 cho tới là tầm 60 kg, 40 tới 60 kg. Cái size M này chị, em đang mặc trên người là size M, là từ 40 cho tới là tầm 55 kg vừa size M. Cái dáng này nó rộng rãi chữ A ha. Còn cái size L sẽ tầm khoảng từ là 55 cho tới là tầm 60 kg. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1436 nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm 1436 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chị còn có giá tiền là 99.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay nha. 99.000 đồng cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1436. Rồi chuẩn bị em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nha các chị. Ở đây thì em sẽ sale nhanh cho em sẽ qua nhanh nhanh một chút xíu. Chị nào đặt hàng kịp thì chắc chắn là sẽ có đơn, còn nếu như cả nhà đặt hàng không kịp, đặt hàng chậm quá là nó sẽ hết hàng đó nha các chị. Mình cố gắng đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. 1436 ngày hôm nay sale luôn 99.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem áo sơ mi. Em chào chị Nguyễn Thị Thu Hồng ạ. Cả nhà ơi, thấy bài livestream của em, cả nhà mình chấm bài tương tác giùm em cái đi các chị. Thích đầm nào của em thì mình bình luận liền phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được. 1436 1436 chị Trần Nhung 1436, chị Trần Dung 1436 ok. Em sao rẻ nha cả nhà ơi, 99.000. Hả? Có kêu chụp lại không? Hả? Thì em định chụp lại đó, nó xấu quá. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1436 cả nhà nha, hôm nay em giảm giá luôn. 99.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị, mã số là 1436. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. 1436 sale rẻ luôn, 99.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay ha. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một em đầm khác nữa. Ân đầm nào đặt hàng sớm sớm thì dùng em tư vấn nha cả nhà. 1436 99.000 đồng, 299.000 đồng, 40 cho tới là tầm 60 kg, 40 tới 60 kg, đầm mặt mát lắm chị ạ. Rồi lên luôn cho mình đầm sơ mi. Sơ mi caro. Đầm sơ mi caro cả nhà ơi. Em bấm lại bằng cái điện thoại đen xì á chị Lan. Em sợ nó sập quá. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1438. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1438 cả nhà ơi. Đầm này thiết kế hả? Ngủ đi. Rồi đầm này thiết kế cổ sơ mi ha. Tay ngắn dáng chữ A, đầm này thì cái form màu đỏ đứng form nha các chị. Đứng form vải dày nha. 179.000 luôn. 179.000 đồng cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1438 179.000 đồng. Dạ 1436 vải thun. Vải thun chị ạ, 1436 vải thun. Rồi em đang mặc trên người 1438. 1438 chất liệu vải nào, vải vải cara sọc. Vải này vải cara sọc chị yêu nha. Đẹp luôn. Đó. Rồi mẫu đầm này hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình 179.000 đồng. Còn size từ 54 cho tới là tầm 65 66 kg, ô 65 kg. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1438 sale luôn 179.000 đồng cả nhà nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em. 1438 với số điện thoại 179.000 đồng. Em chỉ còn 2 size thôi nha các chị. Và cái em đầm này cả nhà có thể mặc đi chơi, đi làm đều đẹp hết trơn luôn. Sọc caro cho cả nhà mình màu vàng vàng cam cam như thế này nha các chị. Phối cho mình nguyên màu hàng cúc phía trước, cúc cách điệu nha, không có cài được. Kèm luôn cho cả nhà mình cái túi ở đây, có khóa kéo phía sau lưng ha. Có đầm 12 mảnh thun không chị Phúc Nguyễn? Đợt sau em có về đầm 12 mảnh thun nha. Đợt sau là có đấy chị. Rồi có gì hẹn chị đợt sau. Còn đợt này thì em có cho chị yêu mình cái đầm này nè. Đầm này thì đầm thun. Đầm này thì đầm thun không có mảnh gì hết trơn á. Đó, rồi còn cái đầm này là 12 mảnh. Đầm này 12 mảnh, đầm này làm không phải thun, đầm này thì tức là vải của nó là vải cô tông lạnh ha. Đó, đầm này cũng 12 mảnh này chị. Xuất sắc luôn.
Và tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438. 1438 hôm nay em giảm giá nha các chị, 179.000 đồng ha. Đầm này đầm sơ mi dáng dài nha các chị, em cao 1m65 nha, nó dài phủ luôn các bắp chân em luôn. Có khóa kẽ phía sau lưng, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em. 1438 với số điện thoại cho em là được 179.000 đồng ngay bây giờ cả nhà nha. Em chào chị Nguyễn Nhi à, em chào cả nhà mình mới vô. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Các chị ơi, đầm này em có size eo tới 90 nha. Hồi bữa giờ thì báo size eo tới 86 đúng không? Nhiều chị hỏi em là em ơi có đầm eo 90 thì đây cái em đầm này nha các chị. Đầm này và em đầm này, đây hai mẫu là sẽ có size eo tới 90 cả nhà nha. Thì chị nào mặc vừa thì mình, chị nào mà mình eo tới 90 thì mình cứ báo em để em lên những cái mẫu đầm đó cho mình. Bây giờ tiếp tục em sẽ lên thêm cho cả nhà mình đầm von ha, đầm suông nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người 1438, 179.000 đồng. Đặt hàng thì mình bình luận phía dưới cho em. 1438 với số điện thoại nha các chị. Trời ơi xinh quá và nó rất là rẻ luôn. Giá của em bán đầm này 350 nha. Cả nhà nhìn giùm em sọc caro. Đó, nút cách điệu phần giữa này không có sợ hở luôn. Kèm luôn cái túi, có hoa kẽ phía sau lưng, dễ thương nha các chị. Xuất sắc luôn, đầm này thì mình có thể là mặc đi chơi, mặc đi làm được. Giá cũ em bán 350, nhưng mà tại vì cái đầm này các chị em cũng về hơi lâu rồi đó. Đầm này là chắc chắn là còn tem mát đầy đủ hết trơn, cả nhà yên tâm và mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán luôn nha. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem cái em đầm mới về, em đầm von đó các chị. Von hoa, suông, dễ thương lắm. Em mới vừa về hàng cho cả nhà mình hôm qua nay luôn á. Các chị mình chờ em xíu nha, em mặc thử với mình coi luôn. Cả nhà mình thích em lên mẫu đầm nào có việc bình luận phía dưới nha, em mặc lên thử với mình coi nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402 cả nhà nha. Đầm này hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình là đầy đủ 4 size ML, XL và lại 2XL luôn. Từ 40 cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cái em đầm này luôn ạ. Dễ thương hay các chị? Đầm von xinh lắm. Đây cái phần tay này các chị em may cho mình nè, đắp chéo như vậy ha. Nền đen cho cả nhà mình. Và có phối cho mình những cái hoa màu vàng vàng như thế này, dán chữ A cho cả nhà mình. Chân váy á, thì nó sẽ có phối cho mình là ren lưới và thêm cái kim tuyến lấp lánh đó nha các chị. Chân váy mang kim tuyến lấp lánh như vậy. Đó, dễ thương ha. Rồi, cả nhà mình thích đầm này của em thì mình bình luận cho em cái mã số là 1402 và kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Rồi, nhanh tay đặt hàng giảm 199.000 nha chị Ngọc ơi, chị Ngọc Rambo ơi. Mẫu đầm này chị có giá là 199.000 đồng. Cái này hàng mới chị yêu nha, mới vừa về luôn á. 199.000 đồng, đầm von. Tay này chị, cái tay đắp chéo như vậy nè ha. Von này von hàng, mình giặt tay giặt máy được. Phần tay thì em may một lớp chứ phần thân váy là em may kỹ luôn, hai lớp nha. Có khóa kéo ẩn phía sau lưng, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn. Là 1402 với số điện thoại cho mà được cả nhà nha. Em chỉ chúc trong livestream nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào đặt hàng cố gắng lên đơn sớm. 199.000 đồng, 40 cho tới tầm 65-66kg. Và eo tối là eo tầm 85-86 đổ về nha. Cái em đầm này thì mới, em đầm này hàng mới nha các chị. 1402 kèm số điện thoại cho em. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. 1402 với số điện thoại nha các chị. 1438 đầm sơ mi size 2X cho chị Kha Sương. Ok chị yêu mình luôn ạ. 179.000 đồng cho chị Kha Sương luôn. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà và cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa nha. Lên cho mình mấy cái đầm mà sale rẻ rẻ cho cả nhà mình xem. Dễ thương lắm, đầm nào cũng đẹp hết trơn á. Quan trọng là mình phải đặt hàng sớm sớm. Đặt hàng chậm mới nó hết nha chị yêu ạ. Rồi lên thêm cái đầm hoa đó nha. Rồi dạ em cho chị My Nguyễn. Chị My Nguyễn 1438 ok chốt không ạ. Rồi có chị nào đặt hàng 1402 không? Dạ em thay mẫu nha. 1402 hôm nay em giảm giá luôn 199.000 đồng nha các chị. Chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Rồi đây các chị yêu ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1358. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1358 ha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn. 1358 với số điện thoại cho em là được. Cổ lục giá cho cả nhà mình, có sáng nhẹ ngay cái phần ngực ha. May một lớp kèm hai túi và có cả khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1358.
Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn nha các chị. Vải siêu mềm, co giãn thì nhẹ nhàng 2 chiều nè. May cho cả nhà mình một lớp, có luôn hai túi, có luôn cả cái khóa kéo phía sau lưng. Rồi 1358 hôm nay em giảm cực mạnh cho cả nhà mình 119 ngàn đồng nha. Và đầm này thì em sẽ có cho cả nhà mình là tận hai size luôn, cho cả nhà mình có thể là có hai màu chứ, hai màu. 1358. Hai màu là hai mã nha các chị. Rồi 1358 sẽ là hoa màu vàng cho cả nhà mình. Còn đây 1359 là hoa màu đỏ, 1358 là hoa màu vàng, 1359 là hoa màu đỏ. Và sale cho cả nhà mình luôn, đồng giá bao nhiêu các chị ạ? 119.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi cả nhà ơi. Đặt hàng thì mình bình luận liền phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng nha. Này vải màu đen có phối với mình hoa li li màu vàng nè. Cái chất liệu vải này, vải lụa mango, thì cái vải này nó không có còn xa lạ gì với các chị yêu mình nữa. Vải siêu đẹp, mềm mại nè, co giãn nhẹ nhàng hai chiều nha. Kèm luôn cả hai túi và câu khóa kéo phía sau lưng, hôm nay em giảm mạnh luôn. 119.000 đồng. 1358 là hoa màu vàng, 1359 là hoa màu đỏ. Thì hai chiếc hoa này cả nhìn thấy nó khác nhau nha. 1358 là hoa li li màu vàng, còn 1359 là hoa hải đường màu đỏ nha. Rồi em giảm giá luôn, chỉ có là 119.000 đồng thôi một chiếc này. Rồi chị Ngọc ơi, chị bình luận cho em mã số mình thích đi, chị thích cái màu đỏ hay chị thích cái màu vàng nè. Chị thích cái màu đỏ thì chị thích cái màu vàng thì chị bình luận cho em là 1358, còn nếu như chị thích cái màu đỏ thì chị bình luận giúp em là 1359 nha. Em giảm giá đồng giá luôn là 119.000 đồng. Giá cũ đầm này em bán cả nhà đã biết rồi đúng không, 299.000. Cái này là em xả lỗ nha, nhưng mà cả nhà yên tâm, cái chất lượng thì mình về nhà em cho mình kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. Chị Ngọc cho em xin mã số mới chốt đơn được nha. Còn nếu như mình bình luận như vậy thì các bạn sẽ không chốt cho chị. Ở đây thì em livestream, nếu như mà em vừa like vừa chốt thì nó đơn giản, tại vì em biết là chị chốt thế nào đó. Nhưng mà nếu như cả nhà mình thích thì mình cứ việc bình luận cho em mã số, các bạn sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn chốt đơn ha. Đó, bây giờ em mặc lên thì mình cứ chọn màu rồi mình bình luận cho em cái mã. 1358 là màu vàng, 1358 cả nhà nha. Còn màu đỏ là 1359 nha các chị. Đồng giá 119.000 đồng, giá cũ 299. Ngày hôm nay em giảm giá chỉ có 119.000 đồng thôi. Cả nhà đừng quên chấm bài tương tác và chia sẻ liền cho em bài livestream này nha các chị ơi. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm các em đồng khác nữa. Đồng đẹp bên đây không có thiếu á chị yêu ạ. Rồi, dạ em đang mặc là 1358 nha. Mẫu em đang mặc cái người là 1358 chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một em đồng khác nữa. Đồng sọc nha các chị. Đồng sọc ngày hôm nay sale cũng rẻ nè. Đồng sọc này là vừa bán mà vừa tặng luôn cả phụ kiện. Trăm mấy thôi, chỉ có trăm mấy một chiếc thôi cả nhà ơi. Thích đồng nào thì có ngay đồng ấy. Đồng bên em là bao la. Em chào chị Mai nghe, em chào cả nhà mình mới vô. 1358 cho chị Ngọc Thảo luôn ạ. Rồi 1358, chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ. Chị Ngọc Văn có gì bên em tư vấn đó chị yêu mình ha. Tại vì đầm máy shop em hiện tại nó bị lẻ size đó chị, thì các bạn sẽ kiểm thơ và các bạn chốt đơn cho mình. Nếu như còn hàng thì các bạn sẽ chốt, còn nếu như không có thì các bạn sẽ báo với mình luôn nha. Rồi đây, có nhiều mẫu đầm em báo trên livestream mà em không có size đó, nhưng mà khi các bạn chốt thì các bạn vẫn báo cáo đó chị. Cho là để có gì bên em sẽ có chuyên viên tư vấn. Đây cái em đầm này này chị ơi, đầm này em còn 3 size ha. Mẫu em đang mặc trên người này các chị, 1408 1408 199 ha. 1408 199.000 đồng. Đồng này là vừa bán mà vừa tặng luôn cả cái phụ kiện á các chị ạ. Vải đẹp lắm. Chị nào mà mình kiếm cái đồng mà em đồng mà mình mặc đi làm á các chị, là chọn cho em cái mẫu đồng này đẹp 50 cho tới 66 kg nha. 50 tới 66 kg nha các chị ơi. Em giảm giá luôn. 199.000 đồng. Đầm này nhắn chữ A, cái này em đang mặc ra người cái size L đó các chị, nó rộng á, nhìn nó không có đẹp đâu. Rộng thì nhìn không đẹp, đúng rồi các chị yêu ạ. Nếu như mà đúng phong của em mặc như vậy nè, cái size M của em chị nào lại shop rồi lấy luôn rồi, mua mất tiêu rồi các chị ạ. Bây giờ em đang mặc ra người là cái size M đó. Đây để em buộc sơ cái dây này cho mình coi nha. Đây là cái phụ kiện rời đó, thì em sẽ tặng kèm đầm cho cả nhà mình. Cả nhà có thể phối với em đầm này cũng được, hoặc là các chị có thể tháo ra và phối với em đầm khác cũng được luôn ha. Đầm này thiết kế cổ vét tay ngắn luôn đó. Cái dáng đầm này dáng chữ A nha các chị. Gam màu này gam màu nâu chứ không phải gam màu đỏ nha. Nhìn ở trên livestream á, có nhiều cái điện thoại mình nhìn ra là màu này màu
màu đỏ. Không phải đâu, gam màu này là gam màu nâu đó các chị. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1408. 1408 199.000 đồng nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1408 199.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Và ở đây em cũng có bán phụ kiện nha các chị. Cái phụ kiện này là thắt lưng chiếc lá. Phụ kiện này thắt lưng chiếc lá nha các chị. Thì cái thắt lưng này tại cửa hàng em đang bán với giá tiền là bao nhiêu ta? 150. Cái thắt lưng chiếc lá này tại cửa hàng em đang bán là 150 ha. Nhưng mà trong bài livestream hôm nay chị nào đặt hàng thì em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền là 79.000 đồng thôi. Dạ chị bạn gái, hai áo có miễn ship không? Với điều kiện hai áo phải 600.000 thì em miễn ship nha. Bây giờ chị yêu mình đặt bao nhiêu áo cũng được, miễn mình đặt hàng dồn đơn cho em 600 thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc. Tại vì trên livestream đã được sale rất là lớn rồi. Giống như em đồng này giá cũ em bán 299.000 đồng, nhưng trong bài livestream giảm 100.000. Giá cũ là em bán ở livestream cũ á chị là 299, chứ tại cửa hàng thì giá cũ nó 400 mấy không à. Giá cũ nó tầm trên 300 không à chị, chứ không có cái nào mà dưới 300 hết á, tại cửa hàng giá nó cao lắm. Đó, còn những bài livestream cũ cái đầm này em bán là 299, trong livestream này em giảm giá còn 199.000 đồng. Nhiều khi các chị yêu mình á, nhiều chị khách mà mình mới vô mình hỏi em đầm này giá nhiêu em, lúc mà em tắt like nhiều chị hỏi em đầm này giá nhiêu em, các bạn vẫn báo cho mình là 299 hoặc là 329 không à, chứ các bạn không có báo cho mình giá 199 đâu. Tắt livestream là các bạn báo giá cao thôi các chị ơi. Có ngay trực tiếp trên livestream bán con trăm mấy cái thì mình tranh thủ mình canh mình sang sale ha. Coi giảng nhẹ nhàng hai chiều nè, kèm luôn cho chị em mình cái túi có khóa kéo phía sau lưng. Thắt lưng chiếc lá này 79.000 nha các chị. Thắt lưng loại xa, chị nào mà mình 65 cân 75 cân mình mang cũng vừa luôn đó. Coi dạng cỡ tầm này nè chị, em 50kg em cao 1m65 nha. Rồi mẫu em đang mặc cái người 1408. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1408 199.000 đồng nha các chị. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu khác. Đầm sale thì chỉ sale ở trên livestream thôi, cho cả nhà cố gắng mình đặt hàng á thì mình chốt liền trên livestream. Mình chốt liền trong bài livestream ngày hôm nay, em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Mã số với số điện thoại trên màn hình. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cái đầm giá 59.000 cho cả nhà mình săn sale luôn. Em của chị 74 mặc size L nha. Mẫu em đang mặc cái người 1408 199.000 đồng. Mua đầm này về mặc đẹp lắm chị yêu ạ. Vải của nó dày dặn mặc thích nha. Nhưng mà nó không có quá cứng đâu. Vải này có co giãn nhẹ hai chiều luôn á, mặc dễ thương lắm. Em sẽ có cho cả nhà mình là size L, XL lại 2XL ha. Chị khách nào đặt hàng thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi đây. Bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Đầm này xinh này các chị. Bên shop em là về biết bao nhiêu kiểu, bao nhiêu mẫu rồi đó các chị ơi. Mỗi một đợt là về một kiểu khác nhau nha. Cả nhà cứ đón xem, tầm tuần là có đầm mới về rồi. Rồi đây này các chị, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1364. Nhớ canh xem nha các chị. Chứ nhớ có nhiều mẫu hả, về ngày trước ngày hôm sau hết sạch. Ý là em về số lượng bằng ngàn á, em không có tính bằng con số mà trăm hay là vài chục đâu. Dạ em đang mặc trên người 1364 cả nhà nha, 59.000. 1364 59.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1364. Đó, chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm. Đầm em còn duy nhất một cái size M. Duy nhất một cái size M, cả nhà ơi chia sẻ liền giùm em bài livestream này rồi mình chấm bài tương tác giùm em luôn nha. Chia sẻ giùm em bài livestream này nha các chị ơi. 1364 em giảm giá luôn. Chỉ còn có giá tiền là 59.000 đồng thôi. 66kg hả chị? 66kg maxi không em? Rồi cái này hơi căng nha chị ơi, chạm xíu nha. 1426 đâu rồi này chị? 66kg maxi em đang có một cái mẫu này. Khoan để em kiếm cái mẫu kia coi rồi có không. Rồi chạm chút nha. Maxi 66kg. Rồi em đang có nha chị yêu mình nè. Hai cái mẫu đầm này là em có size nha chị. Một là da beo 350. Da beo là dài nhất nha chị. Da beo là dài nhất nha. Dài là tới mắt cái chân của em á. Da beo là 350. Còn cái thứ hai là cái đầm maxi màu xanh này nè. Giá của nó là 299, 300 mấy chị. Đầm maxi bên em giá nó cũng rẻ bèo à chị yêu ạ. Rồi chị thích cái nào? Dạ em chào chị Nguyễn Hằng ha. 1364 CM nha các chị. 59 ngàn.
Cả nhà ơi, chia sẻ livestream của em mới chốt được nha. Cả nhà mình chia sẻ mạnh tay giúp em. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai là được nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream ngày hôm nay thôi nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm thì dùng em 1364 em giảm mạnh cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu nè các chị yêu ạ? 59.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 59.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1364 ha. 59.000 đồng. Trời ơi, mê quá trời quá đất luôn này các chị. Để em lên cho chị mình cái maxi màu xanh này đi. Maxi mà có size 66kg. Là em đang có hai mẫu này. Trước đó thì em có về maxi rồi. Nhưng mà cả nhà tranh thủ nha. Tại vì sao cả nhà biết không? Đợt sau không có maxi. Đợt hàng sau không có về maxi nữa nha các chị. Cho chị Hồng Hạnh 1408 ok luôn ạ. Tại vì á, rồi 1364 em chỉ còn M thôi nha chị Tố Hằng. Nếu như mình mặc vừa thì bên em sẽ dùng đơn. Chị khách nào đặt hàng bên shop em dùng đơn 600 thì em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Cả nhà mình tranh thủ đặt hàng maxi trong đợt này dùng em nha các chị. Maxi đợt này thì em đang bán rất là rẻ và xem sốc luôn á. Đợt sau thì em hết maxi rồi các chị ơi. Đợt nào về em cũng hết sạch sành xanh hết trơn á. Còn maxi của đợt trước là em cũng bán hả sạch bách luôn rồi. Đợt trước thì em có về maxi hoa nhí. Đợt trước là về mấy mẫu maxi hoa nhí, đợt này thì về maxi hoa to. Cho là mỗi chị thì một đợt hàng thì mình sẽ săn được nhiều mẫu khác nhau chứ không có mẫu nào giống hết á. Giống như đợt trước là hoa nhí, đợt này hoa to. Đợt sau nữa thì không có, phải đợt sau nữa, sau nữa thì nó mới có hàng. Rồi, bây giờ mẫu em đang mặc trên nguồn 1426 nha. Chị nhìn chờ em xí nha. Đầm này 4 size. M là XL các bạn. Ôi ôi ôi, đầm này 3 size. Size L 1 cái. XL 8 cái hay X 9 cái nha. Rồi, đầm này 18 cái cuối. 50 cho tới 65-66kg. Mẫu em đang mặc trên người 1426. Dễ thương nha các chị. Size rộng rãi nè. Mát lắm luôn á. May kỹ. Hai lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426 nha. Em giảm giá các chị yêu ơi, bao nhiêu nè? 299.000 đồng thôi. Xinh thật sự luôn nè, vải màu xanh navy và có hộp phối hoa. Cái đầm này mặc lên nhìn nó sáng lắm các chị, nhìn tổng thể nhìn cái gương mặt của mình rất là sáng luôn. Với cái hoa to và cái da màu này nó nhẹ nhàng lắm luôn ạ. Rồi em may kỹ lưỡng nha các chị. Phần tay thì em may một lớp, chứ phần thân váy em sẽ may kỹ hai lớp ạ. Kèm hẳn với cả nhà mình hai túi và có khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1426. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em cả nhà nha. Là 1426 với số điện thoại, 1426 với số điện thoại cho em. Giá chỉ có là 299.000 đồng ngay bây giờ thôi nha cả nhà ơi. Dễ thương thật sự đó. Em chào chị Thúy Nguyễn, em chào cả nhà mình mới vô luôn ạ. 1426 sale rẻ cho cả nhà mình luôn. 299.000 đồng. Cái đầm này em nói thiệt với cả nhà mình không like nó cũng hết hàng nữa. Tại vì ở những cái bài livestream cũ của em, mấy chị khác bên em hỏi nhiều lắm. Size L này em còn có 1 cái. Size XL em còn 8 cái. Và size 2X thì em còn 9 cái nha. Em đầm này cả nhà chờ em xíu nha, để xem là đầm này nó đã về hàng cho cả nhà mình được tổng cộng là bao nhiêu cái. Mà bây giờ nó chỉ còn có 18 cái thôi. 1426 cả nhà nha. Mẫu em đang mặc cho người 1426. Đầm này em về cho cả nhà mình là 3.900 mấy chục cái các chị ạ. Mà bây giờ em chỉ còn 18 cái thôi là cả nhà mình biết rồi đó. Cả nhà mình đặt hàng cố gắng mình lên đơn sớm cho em tư vấn nha. Chị Ngọc Đắng ok có một cái luôn, 1426 luôn ạ. Đầm này giá siêu bèo chị. Em cao 1m65, đầm này dài tới cổ chân của em. Bên trong có lót luôn nè ha. Vải von dáng dài. Thì đầm maxi trên thị trường cả nhà mình mua tầm 500-550 là chuyện bình thường. Đầm này em đang bán tại cửa hàng của em cũng mất 500 rồi đó các chị yêu ạ. Nhưng trên livestream hôm nay chỉ có 299.000 đồng thôi, siêu rẻ. Và cái chất liệu của nó, cái chất lượng của nó rất là tốt luôn. Chất von hàng cho cả nhà mình ha. 18 cái, 50-66kg mặc đẹp thoải mái. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa nha. Ông đầm nào cố gắng mà lên đơn sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Lên cái em đầm này đi, đầm đi làm, đi chơi, đi tiệc đồ. Vào nhấn đầm cái màu này nó rẻ nha các chị, chờ em xíu nha. 1426 rẻ quá em ơi, cảm ơn chị ạ. Đầm này chị khách nào nhận được hàng bên em cũng mê hết trơn, nó rẻ lắm. Còn có 18 cái cuối à, mã số là 1426. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa nha. Ông nào đặt hàng sớm thì dùm em nha cả nhà ơi, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nè. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429 nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429 nha các chị. Chị Nguyễn Nhạn, chị Trần Nhung ok.
299.000 đồng, nó rẻ lắm chị. Em biết trên thị trường hiện tại người ta bán maxi đi 100 mấy, 200 mấy có, nhưng mà chất lượng có ok không, cái đó là vấn đề. Còn nếu như mà cái đồng mà vải đẹp, vải đẹp màu xinh xắn mà 299.000 đồng thì nó quá rẻ luôn á. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người 1429. Rồi em đồng này em đang có 4 size cả nhà nha, M, L, XL với lại 2XL. Trời ơi nó gần hết rồi cả nhà ơi, 1429 nó gần hết hàng rồi cả nhà ơi. Size M còn 2 cái thôi, size M với XL nó gần hết nha các chị. Em giảm giá nha, 199. Đó, giảm giá là phải giảm mạnh như vậy mới đúng, đúng không các chị? Đồng này giá bán tại cửa hàng cũng rẻ lắm các chị ơi, 350 à. Tại cửa hàng 350 á các chị ơi. Trong bài livestream ngày hôm nay 199 đã báo giảm rồi thì dĩ nhiên là giảm rất là lớn đúng không các chị? Đây mẫu em đang mặc cho người mà sản phẩm 1429 nha. Đồng này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình á là 4 size, nhưng mà riêng size M là em chỉ cần cho cả nhà mình là có 2 cái thôi. Đó, còn size M là XL với lại 2XL 40kg cho tới là tầm 65kg, mặc đẹp thoải mái, eo tới là eo tầm 85 độ về mặt đẹp nha cả nhà. Mẫu đang mặc cho người 1429 nha. Chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ đặt hàng sớm. Rồi chị 262 tuổi rồi, ok chị Nguyễn Bảo nha, 1426. Mấy 58 ok vừa luôn. Rồi mấy 58 thì mặc dài tới mắt cá chân nha em, rất là đẹp luôn, nặng 51kg. 51kg lấy size L nha, tại vì size M em cũng hết trơn rồi, lấy size L là còn được một cái đó. Rồi size L là 1426, hồi nãy em coi là em còn được một cái đó chị. Bây giờ chị nào đặt size L thì mình chốt luôn nha em ha. Đó chị Nguyễn Bảo mình đo eo giùm em đi, eo mình tầm 70-75 thì mình mặc size L, eo trên 75 thì mình mặc size XL. Cả giờ đặt hàng em nói thiệt nha, cái số đo chiều cao với lại cái cân nặng á là chưa phải là tuner tuyệt đối đâu. Tại vì nhiều chị á 55kg mà eo có 6 mấy à thì mình vẫn mặc size M. Nhiều chị 55kg eo 80 thì mình phải mặc size XL. Chứ cả giờ mình nhớ đo kỹ dùng em cái eo, đừng có đo ngay đây, không có đo ngay đây nha các chị. Cái này là bụng to, chị nào sinh em bé xong hoặc thậm chí chưa sinh thì cái này cũng vẫn rất là to đó. Bản thân em cũng vậy nè các chị, rất là to, không hiểu tại sao luôn á chị ơi. Đó thì bây giờ nè, mình đo ở trên đây dùng em, đo ngang tầm này trở lên dùng em ha. Đó các chị mình đặt hàng đồng này thì mình bình luận ra 1429 với số ngoại, không phải là có em bé mà có bụng nha các chị. Đây em nè, cũng vẫn có bụng như bình thường luôn, nhưng mà được cái em đồng này chị. Em mặc cái này nè, cái dáng nó phòng trề tự nhiên nè, cả nhà nhìn thấy gọn đúng không? Không có đâu, em vẫn có bụng đó nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1429, 199.000 đồng nha các chị. Chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1429. Chị khách nào mà đặt hàng đồng này của em thì mình để lại comment sớm. 40 cho tới tầm 65kg nha. Rồi, eo tới đây tầm 85 đổ về. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi, form dễ thương ha các chị. Đồng này vải dài dặn ha, sọc caro cho cả nhà mình có khóa kéo phía sau lưng. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm. Đây cả nhà nhìn giùm em, đẹp nha các chị ơi, nhìn góc nào cũng đẹp hết trơn á. Em may đường may mũi chỉ nè, đẹp nha các chị, xuất sắc luôn. Mã sản phẩm là 1429. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn 1429 với số điện thoại. Bây giờ em sẽ thay thêm có 199.000 à các chị, chừng chừ lâu lâu á nó hết. Sọc nha cả nhà ơi, sọc này 150 ha. 1429 nha chị Nguyễn Thủy Dùng đơn ok. Chị Ngô Thị Kiều An ok có đơn hàng. Còn chị khách nào đặt hàng nữa mình tranh thủ liên giúp em tư vấn mà chờ hàng luôn, 1429 199.000 đồng. Giá gốc em bán tại cửa hàng 350, trong bài livestream ngày hôm nay là 199.000. Cả nhà chờ em xíu nha, em thay tiếp cho mình xem thêm các em đồng tháng nữa. Lên cho mình đồng von nha các chị. Các chị mình thích em mặc lên cái mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em mặc lên thử với mình coi ha. Ơn đầm nào đặt hàng sớm sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419 nha. Tiếp tục, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419 nha các chị. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim nha cả nhà mình luôn. Tay ngắn nè, dáng đầm này dáng đầm phơm suông, em may kỹ hai lớp, kèm luôn cho cả nhà mình hai túi và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419. 1419 thì ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn ha. Ủa chị Lan Nguyễn 143 sao? À rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419. 1419 hôm nay em giảm giá nha các chị, 149.000.
149 ngàn đồng trong bài live stream ngày hôm nay. Gom hàng cho cả nhà mình, mềm mại mặt mát, rủ cho cả nhà mình luôn. May kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp, kèm luôn cho cả nhà mình hai túi, có khóa kéo phía sau luôn, có luôn cái sợi dây đó để mình buộc eo lại. Thì cả nhà thích buộc lại mình buộc lại, không thích buộc lại thì tháo ra, không thích buộc lại thì tháo ra. Rồi, chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn luôn ha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1419, 149 ngàn đồng. Chỉ còn có giá tiền là 149 ngàn đồng thôi. Mã sản phẩm là 142, ủa quên, 1419, 1419 nha các chị. 40 cho tới là tầm 66kg. Size M, trời ơi sao cái này lộn đầu lộn đít rồi. Size M em còn 9 cái, size L còn 8 cái, XL 14 và 2XL thì em còn cho mình là 7 cái cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người 1419 nha các chị. 1419 là 149 ngàn, 40 cho tới là tầm 65-66kg và eo tối đa tầm 85-86 độ về, dễ thương các chị ơi. Cái đầm này mình mua mặc nhà cũng được, nó mát lắm các chị ạ. Mà mặc đi chơi, dạo phố, cà phê, cà tháo là mình mặc đi mua sắm, shopping cũng được rồi các chị, dễ thương ha. Sọc này em may cho mình theo cái chiều sọc dọc, cho khi các chị mình diện lên á, nó sẽ che khéo được cái phần bụng của mình tốt hơn và nhìn cái dáng người của mình nó sẽ gầy hơn, sẽ mảnh mai hơn đó. Nếu như cả nhà thích buộc thì mình buộc lại, không thích buộc thì thôi. Nhưng mà chị nào mà mình bầu nhỏ nhỏ cái chị 3-4 tháng, 4-5 tháng mình mong trang được mẫu đầm này, cái này xui chị ha. Em đang mặc cái size nhỏ đó, chị nào bầu bì mình lấy cái size lớn nhất mình mặc là vừa ha. Thì hiện tại đầm này em đang giảm còn có nửa giá thôi, giá cũ em bán là 299 2280 hay gì đó. Rồi bây giờ em chốt đơn là 149 ngàn ha, 149 ngàn đồng. Rồi, size M em còn 9 cái, size L 18, XL 14 và 2X còn 7 cái. Nhiêu đó thôi nha các chị, 40 cho tới 65-66kg. Eo tối đa eo tầm 85-86 đổ về nha, dễ thương quá trời đi. Eo 85-86 là còn rộng rãi đó, chứ không phải là eo 85-86 là chật đâu nha. Dễ thương quá trời này các chị, có túi luôn. Von thì luôn luôn là hai lớp, có hai túi, có khóa kéo phía sau lưng, giặt tay giặt máy được nha. Đầm von nào mà quá mỏng giặt tay giặt máy không được em sẽ báo luôn nha các chị. Cho các chị mình cứ yên tâm đặt hàng bên em là quá ok luôn rồi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm ai chấm bi không các chị. Cái đầm chấm bi này em bán hot lắm luôn nè. Ủa sao mất tiêu cái chấm bi rồi trời. Ủa cái chấm bi đâu rồi ta. Rồi chị khách là mình đặt hàng tranh thủ liền dùm em tư vấn mà chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Rồi ai chơi mấy chấm bi của em rồi mấy chị ơi. Cái chấm bi gì nó mất tiêu rồi trời. Thôi bó tay rồi mấy chị ơi. Cái chấm bi này là chấm bi gì đây. Chờ em xíu nha. Rồi. Cái chấm bi này là gì đây. Chờ em xíu nha các chị ơi. Đó, rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm. Đây, chấm bi này các chị, hot lắm luôn á. Bây giờ không biết cái chấm bi size M của em ai. Ai lấy mất tiêu rồi các chị ạ. Đó, thôi lấy cái này mặc đỡ nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419, hôm nay em giảm giá luôn. 149 ngàn đồng, chỉ còn có giá tiền 149 ngàn đồng lên liền chấm bi cả nhà. Tại vì cái chấm bi em bán rất là hot, bán cực chạy luôn, dễ thương lắm, cái phong dễ thương cực kỳ. Chờ em xíu lên luôn cho mình ha. Đó, bên em là nhiều mẫu lắm nha các chị. Sọc caro nè, đó mẫu trơn, rồi sọc dọc, rồi hoa, hoa nhỏ, hoa to, hoa nhí là em hết hàng rồi nha. Hoa nhí là về mẫu nào là em hết mẫu đó rồi nha các chị. Cho bây giờ mà hỏi hoa nhí em lại bó tay. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, mẫu em đang mặc cái người mà sản phẩm là 1469. 1469 các chị, hên quá, có một cái để sơ cua. Hơn hơn con cái để sơ cửa đây. Mẫu em đang mặc trên người 1469 cả nhà nha. Chị khách nào mình chưa có đầm này đặt hàng sớm 3 size nha các chị. Size L 8 cái, XL 2 cái, 2X 18 cái. Xinh lắm cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình. Đó, đầm này dễ thương không các chị. Bởi vì hồi nãy em báo mà đầm này xinh lắm. Cái phần tay em may hơi phồng nhẹ chút xíu, mặc lên thoải mái nha. Rồi cái cổ tay nó sẽ được gập bẻ lên cho cả nhà mình, kèm luôn cái cúc ngọc trai đây nha các chị. Khi cả nhà mình giặt ủi, nếu như nó có rũ xuống như vậy thì cả nhà mình chỉ cần chỉnh sơ thôi. Đó, mình chỉnh vậy nè là nó đứng lên. Tại vì ngay đây này các chị, em có may cố định lại rồi, cho các chị mình yên tâm là mặt nó sẽ không có bị rũ xuống đâu ha. Xuất sắc hơn này các chị. Trước lời vải này vải von cát nha các chị. Em may kỹ hai lớp ha, giá 299 ngàn đồng. Mặt đồng này lên đã bảo nhìn cả nhà mình chút xíu luôn à, dễ thương lắm.
Đầm này khoảng từ 50 cho tới 66 kg nha, eo 86 độ về mặt đẹp thoải mái. Xin ơn các chị, đây nhìn nhìn giùm em. Cái nút này em cũng may luôn nha. Cái nút ngọc trai này em may hẳn hẳn luôn nha các chị. Đó, cả nhà mình yên tâm nha, nút này em cũng may luôn. Thì cả nhà mình về nhà, chị nào kỹ kỹ á, mình quấn thêm vài vòng cho em. Cái nút này nè, chị nào mà mình kỹ mình quấn mình may thêm cho em vài vòng nha các chị. Ở đây thì em có may rồi nha. 1469 299.000 đồng thôi. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1469 kèm luôn cho em cái số điện thoại. 50 cho tới tầm 66 kg mặc đẹp thoải mái. 50 cho tới 65-66 kg mặc đẹp thoải mái. Mà sản phẩm là 1469. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. Em tư vấn và chờ hàng nha. Cả nhà ơi, thấy bài live stream của em, cả nhà mình chấm bài tương tác giùm em cái. Đặt hàng thì mình bình luận cho em mã số với số điện thoại cho em là được nha. Các chị ơi, thấy bài live stream chấm bài rồi mình chia sẻ live stream giùm em đi các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1469 nha, 299.000 đồng. Quá trời quá đất xinh. Chị Lê Thu Hà ok có đơn hàng. Chị Trần Thị Thanh Huyền 1469 ok chốt. Em cầm mấy 65 chị đồng này mặc kèo qua gối. Dễ thương ha. Nhìn nó ngắn ngắn thôi chị, không ngắn đâu. Không có ngắn đâu, dài đó. Em cầm mấy 65-66 này chị. Đó, dài qua gối em, phụ gối hoàn toàn, còn qua gối thêm 5 phân nữa chị. Em cao mét 65 thì tầm nhiêu đó, chị nào cao tầm mét 55 dài thêm khúc dài. Chị nào cao mét 45 dài hai khúc như vậy nữa. Nên là mình yên tâm là nó không có ngắn đâu, hoàn toàn không ngắn nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha, cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng khác nha. Phân đồng nào đặt sớm nha, em tư vấn luôn. Mã hàng với cái số điện thoại bên em sẽ có chuyên viên tư vấn cho cả nhà mình ha. Lên đầm 99.000 không các chị, đầm vé sale luôn 99.000 đồng hai size nha. Rồi chị Thùy Linh ok có đơn hàng, chị Nguyễn Hằng dùng đơn hàng 1469 luôn. Còn chị khách nào đặt hàng cái đầm này nữa tranh thủ nha các chị, tại vì đầm này em không có còn bao nhiêu cái đâu. Đầm này em chỉ còn là size L 8 đúng rồi, size L 8 cái, size XL 2 cái, còn lại 2XL còn 18 cái thôi. Mã sản phẩm là 1469 nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha các chị, mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Đây, lên đầm vest mà chỉ có giá tiền là 99.000 đồng đây. Cả nhà ơi chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Đầm này thì em chỉ sale được có 3 chiếc thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1365, thiết kế là này sẽ là cổ vest cho cả nhà mình. Tay dài dài. Tay dài thì dễ lắm, thích mặc tay dài mình để tay dài, không thích mặc tay dài thì mình sửa thành tay ngắn được ha, sửa thành tay lỡ hay tay ngắn được hết. Đây, cổ vest cho cả nhà mình. Đường may mũi chỉ là phải nó quá đẹp rồi các chị yêu ạ. Có phối với cả nhà mình cái nút ngọc trai như thế này nha. Rồi form này các chị, cái form này em mặc là đã vừa rồi á, nhưng mà bên em có tặng luôn cho mình cái sợi dây này nè để trừ hao. Chị khách nào mà mình mặc hơi rộng thì mình buộc lại, còn mình đã mặc vừa rồi á thì mình lấy cái sợi dây này mình làm băng đô cũng được luôn ha. Đó, hay là mình lấy cái dây này mình phối với em nào khác cũng được luôn. Màu be, màu da nha các chị, cái gam màu da ha, dễ thương ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1365. Rồi 1365 giá sale luôn 99.000 đồng. 1365 em sale luôn nha, chỉ sale 3 chiếc thôi nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng cố gắng lên đơn sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Chốt ngay trong bài live stream hôm nay, không áp dụng bên ngoài nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Chia sẻ dùm em live stream này cả nhà nha. Chia sẻ giùm em live stream này nha cả nhà, chia sẻ mạnh tay giúp em, chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai là được nha các chị. Đầm này vải khá là dày dặn ha, mặc lên đứng thon đẹp nè các chị, có phối với mình nguyên hàng cốt phía trước, khóa kẽ phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1365, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1365 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu đầm khác. Cả nhà mình đừng quên chia sẻ live stream này nha các chị ơi. Rồi mã hàng với số điện thoại. Dạ, vải đầm này chất liệu vải của nó là vải cô tông lạnh nha chị. Hàng này thì vải của nó khá là dày dặn luôn, chị yêu mặc lên đó, nó đứng form đẹp lắm. Và hàng này nha, nó dày dặn vừa phải, không có nhăn nhầu, đó, không thô, không cứng, không khó chịu. Rất đẹp luôn chị ạ, vải này vải cô tông lạnh ha. Đầm này thì em hay may nằm vét, cái đầm này rồi hay may nằm vét lắm. Rồi, còn 1402 còn, 1482 còn không em? Dạ còn chị yêu nha, 1482 em còn. Em có cho chị yêu mình là hai màu. Đầm em có cho chị yêu mình là hai màu. 1481 là ga màu hồng hồng, tím tím.
1482 là cái gam màu đậm hơn, gam màu đỏ đỏ đen đen, màu đậu đỏ, gam màu đậu đỏ ha. 1482 là gam màu đỏ đỏ. 1481 là gam màu hồng tím. Đó thì chị yêu mình thích cái gam màu nào nè? 1481, 1482 em sẽ mặc lên ha. Cái đầm này chất liệu vải lụa satin nha chị, dáng chữ A dễ mặc lắm, mặc đi chơi đi tiệc là siêu đẹp. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365. Đầm em đang mặc trên người 1365. Chị nào đặt hàng cố gắng lên đơn sớm em tư vấn nha. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Không buồn ngủ hả? Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm cá của anh cho mình, đầm đuôi cá ha. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm, chị Mộng Thường ok có đơn hàng luôn ạ. 53kg mình mặc size L, đầm em sẽ còn 2 size nha, size M với lại size L nha chị. Đặt hàng đầm này thì mình bình luận phía dưới cho em mã hàng với số điện thoại cho em vào được cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị yêu mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em vào được nha cả nhà. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Rồi đây các chị ơi, em sẽ lên cho cả nhà mình cái đầm đuôi cá nha. Em định order váy về á, chị Lan thích cái váy nào không? Order chung luôn nè. Mình sale. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. Chị nào mình chưa có cái đầm này đặt hàng sớm. Cổ tròn nha các chị yêu ơi, tay lỡ nè, bao eo, dáng đầm body đuôi cá. Chất liệu vải lụa tuyết nha, em may kỹ hai lớp, có khóa kéo phía sau lưng. 1428, ngay bây giờ em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá bao nhiêu này các chị ạ? 199.000. Trời ơi, nó rẻ quá các nhà ơi. 199.000 đồng nha, 1428. Lụa tuyết cho cả nhà mình, cái nền vải là sọc caro và có phối với mình hoa như thế này. Mã sản phẩm là 1428. Chị nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1428 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ chốt sale trong bài livestream hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Đầm thì vải của nó là siêu mát, siêu mát siêu mềm luôn. Vải em phải nói là mặc cực kỳ thích luôn. Mã sản phẩm 1428 em còn 3 size nha các chị. Size L, XL với lại 2XL. Cả nhà đặt hàng cố gắng lên đơn sớm nha và đừng quên chia sẻ livestream giúp em nha cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428, hôm nay em giảm giá cực mạnh luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng ngay bây giờ. Đó. Cổ tròn, tay lõm nè, ôm eo, dáng nằm body đuôi cá. Có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1428. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Và khi cả nhà nhận được hàng đó các chị, thì các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Nãy giờ có chị nào dồn đơn chưa? Dồn đơn 600 được miễn phí giao hàng toàn quốc đó các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1428 nha. Ngay bây giờ em sẽ sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá 199.000 đồng thôi ạ. 1428, 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cái em đầm màu trơn đi nha các chị. Em có cái em đầm màu trơn nè, xinh thật sự luôn. Sale luôn 150, màu xanh nha các chị. Màu trơn thì em có màu màu vàng bò đó nè, màu vàng tươi nè, rồi màu đen nè. Màu gì nữa ta? Màu nu nè, màu da đó các chị ạ. Đó, thì màu trơn là em cũng có nhiều lắm. Đó, màu tím cũng có nữa, các chị mình thích em lên màu nào có việc bình luận cho em nha. Còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. 1428 ngày hôm nay em giảm giá luôn, còn có giá là 199.000 đồng. Mã sản phẩm là 1428. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. Bây giờ em thay tiếp cho mình mẫu khác nha các chị ơi. Rồi, thích đầm nào đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em vào được nha cả nhà. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 nha các chị ơi. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407. Đầm em có size từ 50 cho tới là tầm 60kg, mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn. 1407 thiết kế là mình sẽ là cổ vuông, tay lỡ nè, ôm farm, dáng đầm xòe nhẹ nhàng. Em mang cho cả nhà một lớp kèm luôn hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1407 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Dễ thương lắm luôn á. Đó, phối cho mình nguyên hàng cốt phía trước như thế này.
Cúp này cúp cách điệu nha các chị, không có cài được ha. Và có luôn cả khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1407. Chị khách nào mình chưa có nào này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cả nhà nha. 1407 với số điện thoại trong là đợt sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có bao nhiêu này các chị? Rồi, hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng, mã sản phẩm là 1407. 1407 em sẽ giảm giá luôn 149.000 đồng ngay bây giờ. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà nha. Tầm 50 cho tới là tầm 60kg là mặc rất là đẹp luôn nè các chị. 50 tới 60kg mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1407 nha. Cái chất nhung bên em này các chị, nó mềm lắm. Cái chất nhung này các chị yêu ạ. Mềm ha, sờ lên mịn mát nha. Co giãn 4 chiều, co giãn mà nó siêu siêu tốt và không bao giờ mà sợ nhăn nhau hay chạy nhỏ vải gì hết. 50 cho tới tận 60kg, bình thường size L là 50 tới 55kg thôi á các chị. Nhưng mà với cái đầm này co giãn nhiều như vậy thì tầm khoảng từ 50 cho tới tầm 60kg mặc đẹp thoải mái. Mang một lớp kèm luôn hai túi, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1407 nha. Đặt hàng đầm này tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1407 với số điện thoại cho mà được cả nhà nha. Rồi mẫu đầm này cậu đã khép lại bài livestream trưa ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào vào sau có thể cái lại bài livestream này hoặc đón xem nhưng mà livestream kế tiếp của mình em nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình. Đừng quên ấn theo dõi, ngày nào cũng livestream trang này hết trơn á, cả nhà ấn theo dõi để mà mình đón xem nhiều mẫu đầm đẹp giá rẻ nha các chị. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình vào trưa chiều. Một chút xíu nữa sẽ có livestream tiếp và chiều nay đầu giờ chiều tầm đầu giờ tối tầm 6:30 sẽ có một bài livestream nữa nha. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. À.